Á hậu Phương Anh bất ngờ thông báo rời một việc dù cận kề ngày cưới, dân tình vỗ tay dần dần. Trên trang cá nhân, Á hậu Phương Anh vừa hé lộ ảnh cưới đẹp như mơ với ông xã doanh nhân Đức Hồ. Thế nhưng, bên cạnh đó, nàng hậu cũng có hành động bất ngờ cận kề ngày cưới làm mọi người gây chú ý. Vào sáng 16 tháng 9, Á hậu Phương Anh đã đăng tải hình ảnh mới trên mạng xã hội. Nàng hậu sinh năm 1998 chia sẻ ảnh cưới bên ông xã Đắc Đức. Được biết, cặp đôi đã sang Pháp để chụp ảnh cưới. Trong bức hình, cả hai nhìn nhau bằng ánh mắt tình tứ, thể hiện rõ sự hạnh phúc. Theo tìm hiểu, vào đầu tháng 6 năm 2023, nàng hậu học giỏi đã cùng chồng sang Pháp du lịch kết hợp chụp ảnh cưới. Thế nhưng, nhằm để san sẻ sự mất mát to lớn đến những nạn nhân qua đời trong vụ cháy chung cư mini tại phường Khương Hạ, Á hậu Phương Anh cùng chồng đã quyết định rời ngày khoe bộ ảnh cưới đến người hâm mộ. Người đẹp viết, vốn dĩ Phương Anh rất háo hức để có thể khoe với mọi người bộ ảnh cưới của mình, không phải vì bộ ảnh được chụp tại Pháp, mà vì nó có câu chuyện kỷ niệm của Phương Anh và anh Đức. Tuy nhiên, bên cạnh niềm vui bé nhỏ cá nhân thì những ngày qua lại xảy ra những mất mát quá lớn dưới bầu trời Hà Nội. Do đó, Phương Anh chỉ xin đăng tải một tấm ảnh nhờ mọi người lưu giúp ngày hẹn đến cùng vợ chồng Phương Anh nhé. Xin cảm ơn cả nhà. Phương Anh xin chân thành cảm ơn anh L đã cảm thông và ủng hộ em trong quyết định này. Phương Anh biết các nhiếp ảnh gia đã vô cùng tâm huyết khi hỗ trợ Phương Anh lưu lại những khoảnh khắc đẹp của hai vợ chồng. Nhưng Phương Anh tin sự chia sẻ và cảm thông lúc này sẽ là khoảnh khắc đẹp và ý nghĩa nhất. Hành động của Á hậu Phương Anh nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ. Rất nhiều bạn bè, đồng nghiệp bày tỏ sự đồng tình, ủng hộ và hết lời khen ngợi vì hành động tinh tế của vợ chồng Á hậu Phương Anh. Theo tìm hiểu, chồng sắp cưới của nàng hậu là con của hiệu trưởng một trường đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh, hiện đang học tiến sĩ ở Anh, lớn hơn Phương Anh 4 tuổi. Dù vậy, ngoại hình điển trai, lịch lãm của Đức Hồ khi đứng cạnh Phương Anh được cho là tiên đồng ngọc nữ. Sau khi công khai chuyện tình cảm, nàng hậu thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào và lãng mạn của cả hai. Theo dõi các trang mạng xã hội, cặp đôi đã có chuyến du lịch châu Âu kết hợp chụp ảnh cưới. Không hoạt động trong lĩnh vực giải trí, thế nhưng chồng Phương Anh vẫn dành thời gian để tháp tùng vợ tham gia các sự kiện. Trước đó, Phương Anh và doanh nhân Hồ Đắc Đức tổ chức lễ ăn hỏi tại nhà riêng ở Thành phố Hồ Chí Minh ngày 8 tháng 7. Chuyện tình cảm của cặp Á hậu doanh nhân được gia đình hai bên ủng hộ. Trong lễ vu quy, bố của Đức Hồ tặng một đôi chim uyên ương rát vàng có khắc tên vào ngày cưới của tân lang tân nương với lời chúc hai con luôn yêu thương, che chở cùng nhau chung sống hạnh phúc suốt đời. Mẹ chú rể tặng sổ tiết kiệm cho đôi vợ chồng son như một món quà nhỏ, hy vọng họ luôn cố gắng vun vén và nhân giá trị quyển sổ lên gấp nhiều lần hơn trong tương lai. Khán giả đang nóng lòng chờ đón ngày trọng đại của cặp đôi. Đám cưới Á hậu Phương Anh và ông xã tiến sĩ diễn ra vào ngày 17 tháng 9 tại một trung tâm tiệc cưới bậc nhất tại Thành phố Hồ Chí Minh. Những vị khách mời đầu tiên cũng đã được cô dâu mới hé lộ: Hoa hậu Thùy Tiên, Hoa hậu Hoàng Phương, Hoa hậu Đỗ Hà, Hoa hậu Lương Thùy Linh, Á hậu Ngọc Thảo. Chia sẻ về chồng sắp cưới, người đẹp cho biết anh là một người tâm lý, luôn quan tâm và ủng hộ cô theo đuổi sự nghiệp nghệ thuật. Trước đó, nàng hậu sinh năm 1998 đã được nửa kia cầu hôn lãng mạn tại Phú Quốc. Phương Anh tiết lộ cặp đôi đã yêu nhau một năm trước khi đi đến quyết định về chung nhà trong năm 2023. Phạm Ngọc Phương Anh sinh năm 1998, đoạt Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2020. Cô thành thạo hai ngoại ngữ, có chứng chỉ IELTS 8.0 và DAPS C1 cho tiếng Pháp. Tháng 12 năm 2022, Phương Anh đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Miss International 2022. Dù được đánh giá cao, song người đẹp 9X không mang về thành tích tốt.